nếu thấy video của mình hay và bổ ích thì mọi người hãy nhấn nút chuông đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.